cá sức môi nè. Đó. Lý do là sao nó sức môi? Không biết được. Có nó có ăn rau à? Nó ăn rau, cơm trắng nhưng mà chủ yếu là cơm trắng. Lần đầu tiên mà cái được trải nghiệm mà lạ như vậy. Nó ăn mỗi một lần ăn là nó một nhiều hơn tô này không anh? Có hơi nhiều hơn. Chào các cô chú anh chị, thì theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay mình sẽ qua bến đò để qua Cồn Sơn tìm đến nơi mà đàn cá tai tượng của anh Nguyễn Ngọc Chiến ăn chay và được đúc bằng muỗng. Và đây là cái phà mình phải qua bên đây, thì phí của mỗi một người đi theo đoàn thì giá khoảng 5.000 đồng. Ở đây thuộc quận Bình Thủy, thành phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và đây là mọi người, các hành khách đang mới vừa đi lên. Sau một thời gian đi lên Cồn Sơn, hôm nay mình đến nhà của anh Nguyễn Ngọc Chiến, là có cái đàn cá tai tượng ăn chay đúc bằng muỗng. Dạ, cho có thể anh Chiến đang cho ăn hả? Dạ, đây có nhiều du khách lắm, ở đây là nhà vườn. Chào anh Chiến. Dạ, anh nghe nói anh Chiến tưởng đâu anh lớn vậy. Nhìn đẹp quá. Nó khoảng bao nhiêu con anh Chiến? Cái đàn này khoảng 70 con hả? Cái đó là mình tập quấn mà mình tập nó hay sao? Là mình cho nó ăn quen từ cái đàn cá này có hơn 30 năm rồi. Vậy hả? Em nghe nói là hơn 30 năm khoảng 70 con. Anh tập nó từ nhỏ. Nó chỉ ăn cơm thôi anh Chiến hả? Em chỉ tập nó ăn cơm thôi anh. Cá trê nó cũng ăn cơm luôn. Như là cái con cá này nó ăn rồi, mấy con cá khác nó thấy thân thiện với nó thấy an toàn rồi nó. Mình có thể mình gờ đầu nó được luôn hả? Dạ được. À, bây giờ anh cho em qua bên đó được không? Được, anh cứ qua. Dạ, qua bên đây để coi cái con cá tai tượng nó ăn. Đây là cái khu vườn, nhà vườn Sông Khánh mà anh Chiến là làm chủ hả anh Chiến hả? Hiện nay cái vấn đề mà cá tai tượng này ăn rất là nổi tiếng ở trên đây nè. Anh Chiến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 27 rồi. 27 tuổi hả? Con không lớn, con không nhỏ. Đó, con, đậu à. Dạ. Con cá này nó khoảng bao nhiêu tuổi? 30 tuổi hả? Không, nó hơn 30 năm rồi đó. Hơn 30 năm. Ô, nhìn nó. Nhìn nó đảo quá luôn, cho em gờ đầu được không? Được, được. Đấy nè. Này. Đó. Bây giờ. Ồ. Ồ, nó thân thiện với mình. Kể cả con cá trê cũng vậy luôn. Độc lạ quá anh Chiến ha. Dù chính vì cái thân thiện đó anh biết là nhiều người thì thấy nó thân thiện quá nên là cố ý là bắt nó. Này, như con này là cái thẹo nó còn nè. Ngày trước là bị đâm nè. Bị người ta đâm hả? Bị người ta lấy cái dao á. Cho nó ăn cũng giống vậy nè. Dạ. Nhưng nhìn nó chờ đâm một phát gãy cái dao. Là dính cái dao trong đầu nó luôn. Dạ. Anh tập nó lâu không anh Chiến? Chứ mà cũng tại ngày xưa khoảng em tiếp quản cái đàn cá này khoảng 18 năm rồi, nhưng mà cái tuổi thọ con cá này hơn 30 năm rồi. Lúc trước là nó ăn bằng gì? Trước là nó cũng cơm trắng rồi rau cỏ các thứ. Cái rau cỏ rồi ở trong vườn á. Dạ. Ở đây thì nói quận Bình Thủy không thì người ta sẽ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy không thì người ta sẽ không biết. Nhưng mà qua Cồn Sơn thì người ta sẽ biết hơn. Để liên hệ tìm anh thì sẽ liên hệ đến số điện thoại nào anh Chiến? Không, nếu mà du khách á, không nếu mà du khách đến á thì là có một số điện thoại để liên hệ với du khách. Dạ. Là 0947 328 968. Dạ. Đó. Là riêng cái số điện thoại đó là trong nguyên cái chuỗi câu lạc bộ của du lịch Cồn Sơn. Dạ. Còn nếu như mà muốn đặt ở cái nhà vườn của anh thì sao? Thì cũng cái số điện thoại đó luôn anh. Tại dạ. Vì em cũng cái thuộc cái câu lạc bộ mà trong cái câu lạc bộ mà. Chỉ để một số điện thoại để nhận khách. Cá này nó ăn bao lâu anh? Tức là nó không, cái lúc mà điện thoại là cái lúc mà mới bắt đầu cho ăn như thế. Dạ, này đúng. Dạ, không? Dạ. Là khoảng 18 năm rồi. Không, em hỏi là ý nói là nó thời gian nó ăn á. Thì nó đói thì nó ăn hoài vậy nè. Vậy hả? Nó cứ quanh quẩn đây thôi. Thế là nó rất là thân thiện với mình. Ồ, nhìn nó hấp dẫn quá. Thấy con cá sức môi nè. Lý do là sao nó sức môi? Không biết được. Nó có ăn rau à? Nó ăn rau, cơm trắng nhưng mà chủ yếu là cơm trắng. Ồ, chủ yếu là cơm trắng.
Nè cô chú anh chị có dịp về phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thì sẽ gặp anh Chiến số điện thoại qua mới vừa liên hệ. Anh Chiến đọc cho nghe. Ở Cồn Sơn để tìm đến cái bầy cá tai tượng khoảng hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi. Ăn cơm trắng với lại rau. Ô, nhìn đã quá. Ai, nó táp cái máy luôn. Nó muốn táp cái máy. Cái đó không có ăn được đâu. À nó thằng điện có thể đụng nó luôn. Ô, cho em một muỗng em đút thử. Cứ trải nghiệm đi. Nè. Nè cá. Nó hình như nó ai. Chắc cái mũi nha. Lần đầu tiên mà cái được trải nghiệm mà lạ như vậy. Nó ăn mỗi một lần ăn là nó một nhiều hơn tô này không anh? Có thể nhiều hơn. Nhưng mà cái là mỗi buổi chiều á là cứ cơm ở trong nhà mình còn á, nó đợi mình ăn nè, nó cơm nhà mình còn cứ mang ra cho ăn hết cơm mình thôi à. Chứ không có tính là nó sẽ ăn bao nhiêu cơm hết. Ơi đã quá rồi. Em cảm ơn anh Chiến nhiều nha. Em chào anh Chiến chút quên nữa, hai mấy tuổi hả? 27 tuổi, nhỏ hơn con cá nữa. Con cá là lớn tuổi hơn em. Con cá nó hơn 30 năm mà anh Chiến chỉ mới 27 tuổi thôi. Có nghĩa là nó anh Chiến là tiếp quản con cá này lại từ một người khác. Dạ đúng rồi, tiếp quản từ ông Cốc. Cốc tức là ông Cố. Rồi ông Cố mất rồi. Cố mất rồi. Nhưng mà lúc trước mình nuôi khoảng bao nhiêu con anh Chiến? Cái thằng cá này khoảng hơn 70 á. Dạ, yeah, hiện bây giờ vẫn còn đủ không? Còn hơn 70. Còn hơn 70 hả? Sau những lần tát mương để cải tạo lại ao thì mình cũng nó thân thiện, nó có khi nào nó tát tay mình không? Không, nên quen là anh nhìn gỡ xuống là đâu thấy rồi, cắn rồi đúng không? Sao hình như cái tay anh quen hay sao á? Tay em đẩy xuống là nó đây nó gỡ được con cá này. Thì là quen rồi nè. Ở đây có wifi luôn không anh? Ở đây chỉ có điện là mừng lắm rồi. Quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn anh.